Ngày hội quốc tế thiếu nhi tại trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được tập đoàn SCG tổ chức theo chủ đề Ngày hội tái chế. Gắn với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, ngày hội còn lan tỏa thông điệp đến trẻ nhỏ về ý thức bảo vệ môi trường. Tổng kinh phí thực hiện 250 triệu đồng do SCG tài trợ. Qua cái hoạt động đồng hành cùng các em thì giúp các em vơi bớt cái nỗi đau và có điều kiện vượt qua cái khó khăn và hòa nhập với cộng đồng sống. Các em có điều kiện thực hiện tốt cái nhiệm vụ học tập. Con được các chúng tổ chức cho con một ngày rất là vui. Con xin cảm ơn các công chúng. Con rất vui vì được cô chú ở SCG đến tổ chức ngày hội 1 tháng 6. Qua các hoạt động, con cũng thấy yêu môi trường hơn và càng bảo vệ môi trường sạch đẹp. Với sự gắn kết đầy hào hứng giữa học sinh, giáo viên, những vật trang trí, dụng cụ học tập được thiết kế tạo lập từ những vật liệu phế thải. Các em nhỏ cũng được giới thiệu về mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua những hoạt động tại ngày hội. Các hoạt động này thể hiện cam kết của tập đoàn SCG trong hiện thực hóa mục tiêu về môi trường, xã hội, quản trị minh bạch và luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ xây dựng lối sống xanh từ những hành động nhỏ nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn SCG Việt Nam, doanh nghiệp thành viên của tập đoàn SCG trong 14 năm triển khai dự án tại Bà Rịa Vũng Tàu, luôn dành nhiều quan tâm cho trẻ em địa phương, đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng với trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công ty thường xuyên tặng học bổng và đã trao tặng nhà trường 3 máy lọc nước.